Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh nhiên liệu xăng sinh học trong những tháng đầu năm 2015 vừa được tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo phải đẩy mạnh phân phối và tiêu thụ loại xăng này. Và hiện có 3 đơn vị tổ chức sản xuất pha chế xăng E5 với sản lượng khoảng 85.000 tấn trong 4 tháng đầu năm nay. Còn lại 8 địa phương thực hiện triển khai bán xăng E5, lượng xăng sinh học tiêu thụ trong 4 tháng qua đã đạt 87.087 tấn. Và khảo sát thực tế cho thấy, người dân đã bắt đầu chấp nhận sử dụng xăng E5 không phân biệt với xăng khoáng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ xăng sinh học vẫn gặp một số khó khăn do hệ thống phân phối chưa được vận hành tốt, nhất là khi có biến động về giá và lượng cung cầu trên thị trường. Một số đại lý, tổng đại lý chưa mặn mà kinh doanh xăng E5 vì cho rằng hao hụt cao, chi phí đầu tư, chuyển đổi, vệ sinh bồn bể, trụ bơm và lợi nhuận không cao bằng hoặc hơn bán xăng khoáng RON 92. Bên cạnh đó, sự chênh lệch 330 đồng một lít mới chỉ khuyến khích người tiêu dùng mà ít khuyến khích đơn vị sản xuất, kinh doanh xăng E5 trong giai đoạn này.